吹开了柳岸桃花灿烂，书中故事流传，总有心动缠绵令人惊艳。谁提笔谁山上风未晚，回首看有人娇笑嫣然，琴声处再添一笔浓淡，红尘中有你相伴。无论是世上或是平淡，这次一生无悔也无憾，赏月下的百年。Tử Giám. Quốc Tử Giám có một nữ đệ tử. Tập 30. Hoàng thượng bí mật ra lệnh, lục soát kỹ càng. Rõ. Khế ước. Đại nhân, phát hiện thứ này. Đại nhân, phát hiện thứ này. Đại nhân, đã bắt được gián điệp trong phủ Kinh Triệu. Làm sao bắt được vậy? Là... ấp úng cái gì, nói đi. Thuộc hạ nghĩ mình đã nhìn rõ rồi, nhưng không thể có chuyện đó được. Công tử, thám tử mà chúng ta cử đi không trở về đúng thời hạn. Ai không trở về? Cả ba người đều không quay về. Ngươi nói gì? Người trong phủ Kinh Triệu, người canh căn nhà và người của Quốc Tử Giám đều không quay về đúng thời hạn. Chuyện này rốt cuộc là ai? Kẻ nào có năng lực bắt hết tai mắt của ta như vậy? Công tử, người mà ta cử đến Quốc Tử Giám nghe ngóng đã quay về. Bọn họ nói có người nhìn thấy Nghiêm Tâm Lan. Cái gì? Hắn tỉnh rồi ư? Hỏng rồi. Trúng kế rồi. Chắc chắn không phải Nghiêm Tâm Lan vừa mới tỉnh lại. Ta đoán hắn đã tỉnh lại từ lâu rồi. Thậm chí còn giúp Yến Dân Chi chứng minh sự trong sạch. Xem ra Yến Dân Chi bị bắt, tỏ vẻ yếu đuối, đều là đang diễn cho ta xem. Ta vốn tưởng rằng Tang Kỳ qua đời, hắn sẽ đánh mất ý chí. Xem ra hắn muốn đấu với ta đến cùng. Công tử, trước khi hoàng thượng tỏ rõ thái độ, tốt nhất là người nên tránh bớt sóng gió. Ta đã triệu tập tất cả binh lực trong phủ, có thể tạm thời, còn chưa đến lúc chịu thua đâu. Người gọi tất cả mọi người, đốt sạch mọi chứng từ trong phủ, mang trang bị trong tay ra ngoài. Nếu chỉ là một phen sợ bóng sợ gió, thì chúng ta giả vờ đi săn bắn là tất cả đều sẽ yên ổn. Nếu Yến Dân Chi thật sự muốn tận tay bắt tội ta, vậy thì liều một phen. Ta có thể lấy danh nghĩa diệt trừ phản loạn bên cạnh vua để giết Yến Dân Chi. Lần này tuyệt đối không được để hắn sống. Vậy phu nhân và bên Tống đại nhân, tay chưa ta còn bỏ được. Tống Thái Phó là cái thá gì? Dù sao tội danh này cũng phải có người đứng ra gánh. Dân, thuộc hạ hiểu rồi. Thuộc hạ lập tức đi sắp xếp.
Phủ Thái Phó. Phụng lệnh nghiêm qua của Phủ Kinh Triệu đến bắt Tống Thái Phó, vì Phủ Kinh Triệu phối hợp điều tra. Phủ Doãn Phủ Kinh Triệu mà cũng xứng truyền cha ta. Việc này quan trọng, việc Tống Thái Phó đi một chuyến. Cha ta đi rồi, có còn mạng quay về không? Có phải muốn đổ mọi chuyện lên đầu một mình ông ấy mới chịu không? Hôm nay Tống Lạc Thiên ta sẽ không để mặc ngươi tùy tiện bắt người ở Tống gia. Vậy là ngươi đang ép ta ra tay rồi. Ngươi và ta là đồng môn ở Quốc Tử Giám, mà ngươi ra tay với ta còn ít lắm sao? Bây giờ giả vờ nhân từ cái gì? Lúc trước đều là trò trẻ con, chưa từng xung đột vũ trang thế này. Diêm Diễm, ta đã sớm lường được sẽ phải đánh với ngươi một trận, nhưng không ngờ đến kết quả ngày hôm nay. Chuyện đã đến nước này, nói nhiều cũng vô ích. Đây chính là số mệnh của hai ta. Vậy là ngươi đã nghĩ kỹ? Thật sự không nhường. Được, ta cũng muốn đánh với ngươi một trận sảng khoái từ lâu. Đây là chuyện giữa hai bọn ta, các ngươi không cần nhúng tay vào. Vâng, các ngươi cũng vậy, không ai được manh động. Hôm nay để ta và Diêm Tiểu Lan đặt dấu chấm hết. Rõ. Tống Lạc Thiên, Tống Lạc Thiên, có phải ta sắp chết rồi không? Ta thấy lạnh lắm. Có phải ta sắp chết rồi không? Người nói ít thôi. Không được, nếu giờ không nói thì sau này không còn cơ hội nữa. Diêm Diễm, tuy ta và ngươi như nước với lửa, luôn mâu thuẫn với nhau ở Quốc Tử Giám, nhưng khoảng thời gian đó lại là những ngày tháng khó quên nhất của ta. Chuyện phát triển đến ngày hôm nay không phải ý muốn của ta. Ta chỉ muốn bảo vệ cha mẹ mình. Nếu ta cứ thế chết đi, vậy coi như chết cũng xứng đáng. Từ đây được giải thoát rồi. Không phải chứ, tim ta sắp ngừng đập rồi. Mà sao ngươi vẫn lạnh lùng vậy? Rõ ràng ngươi không bị thương chỗ hiểm, tim ở bên này, ngươi chỉ chảy chút máu, đau chút, không chết được. Ngươi cành vàng lá ngọc quá, chưa bị thương bao giờ, nên tưởng mình bị nguy hiểm đến tính mạng. Ta không chết. Vậy những lời ta vừa nói, những lời đó, yên tâm, không nghe thấy gì hết. Còn về người thân của ngươi, ta nhất định sẽ bảo vệ họ. Bọn họ làm sai thì phải trả giá, nhưng chuyện không liên quan đến họ, ta cũng sẽ không để họ chết một cách không minh bạch như thiện tử. Đưa đi. Dân đi.
ngươi đến muộn rồi. Yến Nhật Chi, ngươi đúng là cao số. Xem ra Nghiêm Tam Lang tỉnh rồi. Ban đầu ngươi tỏ ra yếu đuối rồi bị bắt, một lòng muốn chết, vì để ta yên tâm sao? Bây giờ ngươi mới nghĩ ra thì không kịp nữa rồi. Ta còn chưa thua đâu. Vậy ngươi vội vàng ra khỏi thành giữa đêm khuya để làm gì vậy? Đi săn. Trùng hợp lắm. Ta cũng đi săn, nhưng con mồi của ta đã ở ngay trước mặt ta rồi. Yến Dân Chi, ngươi thực sự cho rằng chỉ dựa vào ngươi mà cản được ta sao? Vậy thì ngươi cũng quá coi thường các văn diễn này rồi. Binh lực của ai nhiều, vừa nhìn là rõ. Sao hả? Ngươi còn muốn mang mấy người này về Biển Kinh làm loạn à? Giải quyết ngươi ngay tại chỗ đã, sau đó xử lý nốt đám đồng bọn bên cạnh ngươi. Ta vẫn sẽ là Trác đại nhân, trung quân vì nước. Yến Dân Chi, ngay từ đầu chính ngươi đã lo chuyện bao đồng. Nếu không phải ngươi cứ cố chấp với cái chết của Tang Vũ, thì ngươi cũng sẽ không biết nhiều như vậy. Chuyện buôn muối của bọn ta vẫn đang vận hành, bọn ta vẫn đang tích lũy của cải. Ta có thể làm học trò xuất sắc nhất của ngươi, thi lấy công danh, một bước lên mây. Không chừng ngày lễ ngày Tết ta còn có thể đến thăm tư nghiệp là ngươi. Như vậy không tốt ư? Vì sao cứ nhất quyết điều tra? Vì sao phải cố làm rõ ép ta đến bước đường này? Buôn lậu muối, mua bán thuốc cấm, kết bè kết cánh, trục lợi đút túi riêng, mà ăn nói đường hoàng như vậy. Đúng là ta đã được mở mang tầm mắt. Bây giờ ngươi biết cũng chưa muộn. Yến Dân Chi, ngươi hãy mang theo bí mật này vào quan tài yên nghỉ đi. Không ngờ ngươi còn mời người của Tang Ngụy nữa. Không cần đến cha ta, có ta là đủ rồi. Tang Kỳ, nàng vẫn còn sống. Bọn ta đã sớm biết túi thơm có độc, tất cả chỉ là tương kế tụ kế. Uống vài thang thuốc là khỏi thôi. Đa tạ sư phụ. Đỡ hơn chưa? Tiểu thư, màu môi cô hơi tái, cánh mũi rịn mồ hôi hột, là triệu chứng khí huyết hư hao, khí huyết bị tổn hại. Có phải khó chịu chỗ nào không? Không thấy khó chịu chỗ nào cả, chỉ là gần đây rất hay mệt mỏi. Nào, để ta bắt mạch cho cô. Sao thế đại phu? Có hiện tượng trúng độc. Chúng độc. Tiểu thư, cô nghĩ kỹ lại xem, đồ ăn thức uống sinh hoạt thường ngày gần đây có chỗ nào bất thường không? Không có. Vậy còn vật luôn mang theo bên người, ngày đêm tiếp xúc. Trừ khi ta luôn mang theo túi thơm này. Tiểu thư, đây là phấn độc Tây Chiêu. Xem ra nồng độ còn rất cao.
Nếu tiểu thư ngày ngày mang trên người, nhẹ thì đầu váng mắt qua, ăn không thấy ngon, nặng thì nằm liệt giường, nguy hiểm tính mạng. Ta hiểu rồi đại phu, ta sẽ chú ý. Nhưng xin nhờ đại phu giữ bí mật giúp ta. Nhất định rồi. Liên Phiên, tiễn đại phu đi. Vâng. Cáo từ. Bây giờ chỉ có một khả năng, là Trác Văn Diễn đã động tay động chân. Nhưng Thiển Tử đã chết, sao hắn còn phải tốn công sức như vậy? Có điều cũng không sai. Như vậy xem ra, hắn và Thiển Tử quả thật có liên quan đến nhau. Nhưng túi thơm này do nàng nhặt được ở ngoài ô mà, hắn vẫn có thể ngụy biện. Vậy chúng ta cứ diễn trò theo hắn, đến khi hắn cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng, chắc chắn đạt được mục đích, thì ác sẽ mắc sai lầm. Đến lúc đó chính là thời cơ chúng ta phản công. Sao thế? Không trốn nữa à? Để ta vào đó, để ta vào đó gặp nàng ấy lần cuối, rồi sau đó ta ắt sẽ đi theo ngươi. May nhờ có quy tước hoàng của Tô tỷ tỷ nên ta mới có thể giả chết qua mắt được Trác Văn Diễn. Ngứa quá, tiểu thư, Liên Phiên, tiểu thư, mặt tiện ngứa lắm à? Có phải là tác dụng phụ của thuốc quy tức không? Để ta xem nào. Không, không sao, không sao, mau đi thôi. Ta vừa chết, tư nghiệp bị bắt cũng hợp lý. Lúc ở trong ngục, ta cố ý chọc giận ngươi, ta biết. Ngươi sẽ không dễ dàng để ta chết. Ngươi nhất định sẽ để ta sống đến ngày ngươi thành công viên mãn. Tiếp theo, bọn ta theo dõi đám thuộc hạ còn lại của ngươi, thông qua con đường muối mới vận hành của ngươi, từ đó tìm được nơi ngươi tàng trữ tiền của. Tang Kỳ, nàng lại lừa ta. Sao lại lạnh lùng với ta thế? Chẳng lẽ vì ta muốn giết nàng khiến lòng nàng nguội lạnh sao? Trác Văn Diễn, huynh luôn nhắc chuyện hồi nhỏ với ta, nhưng huynh bây giờ không còn là Trác Văn Diễn lớn lên cùng ta ở biên cương nữa. Huynh bây giờ càng không có chút liên quan nào với ta. Đã như vậy thì chúng ta hãy tôn trọng số mệnh của mỗi người đi. A Kỳ, chúng ta nên chấm dứt từ lâu rồi, coi như là một kết quả cho bao nhiêu năm ân oán này đi. A Kỳ, đừng nghe hắn. Được, yên tâm. Kết thúc hết rồi.
theo ta về đi. A Kỳ, ta đã không về được nữa rồi. Ta nợ nàng một mạng, hôm nay trả lại cho nàng. Công tử A Kỳ, ta đã không về được nữa rồi. Ta nợ nàng một mạng, hôm nay trả lại cho nàng. Ngự thư phòng. Thiên Môn Đông. Tăng Tử Toàn Thư. Chủ Khế Ước Trác Văn Diễn. Vụ án đã rõ, sự thật rành rành. Nay kẻ đầu sỏ gây tội ác Trác Văn Diễn đã chết, bè lũ dây cánh khác cũng đã bị tiêu diệt. Còn về Trác Quý Phi, niệm tình phu thê, tội chết có thể miễn, nhưng hậu cung mưu đồ sai khiến trọng thần triều đình, còn hãm hại trung thần, tội sống khó thoát, đày vào lãnh cung đến chết mới được ra. Tống Thái Phó tước chức quan, lưu đài biên ải. Tống Lạc Thiên cũng giáng làm dân thường. Tạ ơn hoàng thượng đặc biệt khai ân. Thảo dân nguyện cùng phụ thân đi xa, nghiêm túc chuộc tội, ăn năn hối cải. Ngươi có lòng như vậy, tất nhiên càng tốt, chứng tỏ Tống gia các ngươi vẫn còn cứu được. Người đâu? Có. Đưa xuống. Rõ. Thời gian này hai khanh chịu khổ rồi, là công thần lớn nhất. Muốn ban thưởng gì thì cứ nói với trẫm. Hoàng thượng, người nói vậy thì thần ngại lắm. Cao thượng kiên trung, không nhận thì thôi. Không không không, ý của thần là thần nỡ lòng nào từ chối người được. A Kỳ quả thật có một chuyện muốn khẩn cầu. Nói đi. Thần muốn về Quốc Tử Giám làm điển tịch. Chuyện nhỏ. Vậy thần còn có một chuyện lớn nữa. Thần và Tư Nghiệp lên kế hoạch
muốn để Quốc Tử Giám thu nhận rộng rãi các học trò trong thiên hạ, muốn thành lập lớp Hoa Lâm trong Quốc Tử Giám, để nữ tử có tài và nữ tử muốn đi học đều có thể đến học tập. Làm vậy cũng là để mọi người phát huy tài năng, đền đáp nước nhà. Xin Hoàng thượng suy xét thêm về chuyện này. Chuyện này thì chẳng biết rồi. Đúng là một chuyện lớn, chẳng cần phải suy nghĩ kỹ hơn. Hoàng thượng, ban đầu thần đến Quốc Tử Giám học, người đã cho phép thần, chắc hẳn cũng là một bậc mến mộ kẻ hiền tài. Thần muốn mọi người trong thiên hạ đều được hưởng tình thương khoan dung này của người. Được, trẫm biết yêu cầu của Khanh rồi. Yến Khanh, Khanh có muốn được ban thưởng gì không? Nói cho trẫm biết. Hoàng thượng, thần chỉ muốn xin một việc. Xin Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh hủy bỏ hôn ước giữa thần và Tô Giải Ngữ. Lúc Khanh bị du quan là có tội, hôn ước của hai người đã bị thu hồi rồi. Hôm nay trẫm lại ban hôn cho hai Khanh. Hai Khanh đã trải qua muôn vàn khó khăn mới có ngày hôm nay, quả thực không dễ dàng. Hy vọng hai Khanh sớm ngày thành hôn, làm tấm gương phu thê hòa thuận, thương yêu nhau ở Biện Kinh. Thần tuân chỉ. Con trai Tan Vũ. Ca ca, huynh đang ở trên trời nhìn bọn muội nhỉ? Huynh đệ tốt Tiểu Bạch của huynh đã tuân theo lời chỉ bảo của huynh, chăm sóc muội muội rất tốt, chăm sóc đến nỗi rước về nhà huynh ấy luôn rồi. Nghe như nàng còn hơi ấm ức vậy. Vũ huynh, phải là ta mới đúng. Ngay từ đầu đã bị tăng gia các huynh trói chặt rồi. Phải, bọn ta giữ chặt cái cây là huynh. Vậy sau này huynh cố gắng làm nam nhân của tăng gia đi. Ca ca, mãi đến giờ cuối cùng muội cũng hiểu được nỗi lòng của huynh rồi. Yên tâm đi, sau này muội và Tư Nghiệp sẽ lèo lái Quốc Tử Giám thật tốt, hoàn thành lý tưởng của huynh. Phủ Thái Phó. Phủ Kinh Triệu, Niêm Phong. Diêm Diễm, tuy nói ngươi đầu óc rỗng tết, hấp ta hấp tấp, đơn thuần thẳng tính, thà gãy không công, nhưng ngươi cũng là một người bạn tốt để kết giao. Tống Lạc Thiên, tuy ngươi làm người làm càn quấy, làm việc quan đường không biết chừng mực, làm theo ý mình, nhưng không thể không nói, trong những ngày ở Quốc Tử Giám, thậm chí là những ngày ở Phủ Kinh Triệu, dù sao cũng vui vì có ngươi. Hai người thực sự đang từ biệt sao? Tuy nhờ có ngươi giúp đỡ nên Hoàng thượng không truy cứu tội của ta, chỉ giáng ta xuống làm dân thường, nhưng ta vẫn muốn cùng chuộc tội với họ, sau đó làm lại từ đầu. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ về Quốc Tử Giám đi học lần nữa. Lúc đó Tống Lạc Thiên ta nhất định sẽ thi được công danh nhờ tài năng và kiến thức thực sự của mình. Ta đợi ngày đó của ngươi.
Văn Diễn, chúng ta về nhà thôi. Đi thôi. Trác công tử, khi còn sống, Trác Văn Diễn ghét nhất là trở về biên ải. Nay hắn chết rồi, chỉ có Tống tiểu thư bằng lòng nhận xác hắn, đem cho cốt của hắn về. Đời người như một giấc mộng. Nhưng có nàng, ta nguyện ngủ mãi không tỉnh. Học đâu ra mấy lời sến sẩm thế? Khánh Phong Lâu, ta biết ngay mà. Ta thật sự phải bàn lại với Tang gia, dạy mấy thứ lung tung gì không biết. Đào chết tiểu gia rồi. Liên Phiên, Quốc Tử Giám, trọng dụng người tài. Quốc Tử Giám, nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Thank you.
Làm lễ xong, giờ mời tân lang tân nương trao tín vật. Thước là có ý gì? Lẽ nào sau này chàng còn muốn ra vẻ tư nghiệp chứ? Không dám. Thước là để thầy dùng khi dạy dỗ học trò. Hôm nay giao nó cho nàng. Hy vọng sau này phu nhân có thể dạy dỗ ta nghiêm khắc, nhất định đừng khách sáo. Vậy ta vui lòng nhận nhé. Chàng cũng sẽ thích món quà của ta cho xem. Hai chúng ta bắt đầu nhờ túi thơm, lại dùng túi thơm ước hẹn tình duyên, nay dùng túi thơm đính hôn, không gì thích hợp hơn. Chỉ mong bầu bạn cùng người qua năm qua tháng như chiếc túi thơm nho nhỏ này. Đây. Cảm ơn. Xin lỗi, ta làm bẩn khăn tay của huynh rồi. Đợi ta giặt sạch rồi trả lại cho huynh. Cô nặng lời rồi. Khăn tay này không đáng giá gì, tặng cô là được. Đúng là trẻ con không biết gì, đến hạt cũng không thèm lấy huynh. Thánh chỉ tới. Đây là quà tân hôn hoàng thượng ban cho Tăng Kỳ. Mời Tăng Kỳ tiếp chỉ. Tăng Kỳ tiếp chỉ. Sắc chỉ. Trước đây trẫm kế thừa nho học tuyệt diệu từ thánh hiền, tìm kiếm lời bàn sâu sắc trong sách cổ lục kinh để chấn hưng giáo dục, ban cho chức vị tiến sĩ. Tạ ơn hoàng thượng. Hoàng thượng làm thế này là, thế này là thăng chức cho ta. Ta trở thành nữ tiến sĩ đầu tiên của Quốc Tử Giám rồi. Đúng vậy. Hoàng thượng còn có khẩu dụ truyền cho mọi người. Người tán thành suy nghĩ của Yến Tư Nghiệp và Tang Tiến Sĩ, đặc biệt thành lập lớp Hoa Lâm trong Quốc Tử Giám thu nhận nữ đệ tử. Từ nay về sau, Quốc Tử Giám tuyển sinh không bàn tuổi tác, không phân giới tính, không hỏi dòng dõi. Tư Nghiệp, sự kiên trì của chúng ta không hề uổng phí. Chúng ta làm được rồi, phu nhân. Chính vì có nữ đệ tử như nàng, hoàng thượng mới có lòng tin để càng nhiều người vào Quốc Tử Giám học tập. Đợi ta với. Ta muốn làm bạn học với huynh từ lâu rồi. Nhanh lên. Nhanh lên nào. Cô cũng tới rồi, vào đi. Nào nào nào. Nhìn xa trông rộng đấy. Quốc Tử Giám.君子自强不息，一生只争朝夕。人生天平，求学路，好为心。书山无形，前路踏，虚无轻蔑未尽，千里行险破万卷不绝情缘。唯有一笔，字字铃，心才叫痴情。书我行，每时每刻保持意义。 Tang Tiến Sĩ, quả thật nàng nên quản thúc hành động và lời nói của mình. Đừng cứ trèo lên mái nhà nữa. Còn chưa đánh chuông mà.
Ta chính là ta, ta muốn làm gì chẳng được. Với lại, bây giờ ta cũng không phải là Tang tiến sĩ, chàng cũng không phải Yến Tư Nghiệp. Ta không phải Tư Nghiệp thì là gì? Chàng là... chàng là phu quân của Tang Kỳ ta. Quốc tự giám.
融成了深刻温室。